lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa huyện Yên Định và Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa, một số đối tượng vẫn lén lút khai thác cát trên dòng sông Mã, khiến cho nhiều nơi bị sạt lở, đất hoa màu ven sông sụt lở, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Đáng chú ý là tình trạng này đã diễn ra trong rất nhiều năm nay, nhưng người dân ở đây chỉ biết bất lực nhìn đất hoa màu cùng với cây trồng của mình trôi tuột theo dòng nước sau những tiếng máy lanh bành của những con thuyền hút cát trái phép. Những thuyền hút cát này khai thác trộm vào lúc đêm tối hoặc sáng sớm. Mùa cao điểm thì ngang nhiên dàn hàng gần bờ sông. Bãi đất này từng là của gia đình ông Mai Văn Long và bà con trong xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc là nơi sản xuất hoa màu. Nay thì nó đã bị khoét sâu vào tận bên trong và chỉ còn lại một khoảng nhỏ để gieo trồng. Khai thác cát coi như đây á, hầu như là diễn ra thường xuyên. Có lần mà lên tới 3-40 thuyền hút á. Còn đất đây là cái vô dạng đất thảo. Trước đây diện tích ở đây là của tôi là 6 sào. Là tầm được khoảng là 3.000 mét vuông. Nhưng mà chờ hút thì còn có mỗi 250 mét vuông. Chứ thử hút một lần nữa thì đúng là đi ăn mày đó. Hết. Cũng chung hoàn cảnh, thu nhập của gia đình ông Nguyễn Văn Tám quanh năm phụ thuộc vào việc trồng màu trên bãi đất ven sông này. Ông Tám cho biết, trước đây bãi đất màu ven sông cao hơn mặt nước hơn 1 mét và kéo dài đến gần giữa sông. Thế nhưng bây giờ chỉ còn là khoảng đất thoai thoải như thế này và hoa màu trồng ở đây không biết sẽ trôi xuống sông lúc nào không biết. Hàng ngày, nhiều tàu tập trung về đây hút cát trái phép. Trong vòng 7 năm trở lại đây, bãi đề thuộc xã Vĩnh Khang, mỗi năm đất bị khoét sâu vào khoảng chục mét. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm trước sự bất lực của người dân. Cái hút cát này thì dân đây người ta bức xúc lắm, nhưng mà thật ra mình nói là người ta không làm gì được. Đấy. Thậm chí rồi người ta thấy có lắm rồi bắt đầu là phải dùng đất đá người ta ném, nhưng mà ném cũng thế thôi. Ném nó lùi ra cái người ta đi về nó lại vào mà vẫn chưa làm. Thậm chí nó cũng có khi là thuyền của các họ còn nó chửi lại đang dọn lại. Khu vực được cấp phép khai thác cát thuộc địa phận huyện Yên Định nằm giáp ranh với huyện Vĩnh Lộc, lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa hai huyện. Những tàu này vẫn ngang nhiên khai thác cát trái phép. Và lực lượng chức năng cũng không thể giải quyết được tình trạng này trong nhiều năm nay. Khó khăn đối với cấp xã thì là không có phương tiện. Công cụ hỗ trợ thì cũng còn đang còn hạn chế. Cho nên là cái việc mà đấu tranh với các loại thuyền cát thì cũng còn đang còn hạn chế, cũng không thể làm hết sức được. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, cuộc sống của người dân các xã ven đê sông Mã, đoạn qua huyện Vĩnh Lộc vẫn luôn bị đe dọa. Nhiều nơi bị sạt lở, hoa màu vẫn bị cuốn trôi. Không biết đến bao giờ thì nạn cát tặc ở đây mới hết, để người dân nơi đây yên tâm làm ăn canh tác.